Thưa quý vị, cứ 4 năm một lần, các cánh rừng nguyên sinh lại vào mùa uy bay. Đây là một loại hạt có giá trị kinh tế cao. Tuy nhiên, một thực trạng đáng báo động hiện nay là nhiều người dân lựa chọn cách khai thác tận diệt, đốn hạ cả cây cổ thụ để lấy hạt. Và trước thực trạng này, tại thành phố Đà Nẵng, Ban Quản lý rừng Bà Nà Núi Chúa đã triển khai nhiều biện pháp để bảo vệ cây ươi. Rừng đặc dụng Bà Nà Núi Chúa rộng gần 27.000 ha, trải dài 3 xã miền núi Đà Nẵng. Vào mùa ươi bay chín rộ, loại cây này rất dễ dàng được nhận biết. Hạt ươi có thể bay xa, cách cây chủ từ 200 đến 300 mét, với giá bán từ 200 đến 300 ngàn đồng 1 kg. Nếu khai thác tận cây, người dân có thể nhặt từ 30 đến 40 kg. Thế nên, nhiều người đã chọn cách khai thác tận diệt. 2-3 giờ sáng anh em tôi phải giải thức tráng cả đêm để mà lùm nhiệm vụ, tức là phát hiện xe, người là anh em tôi bám theo. Và khi họ tới đầu rừng, họ sẽ giấu xe một chỗ nào đó, thì anh em chúng tôi lẻn theo và đẩy đuổi. Bên cạnh việc ngăn chặn người vào rừng trái phép, ban quản lý còn luân phiên tổ chức tuần tra tại khu vực có nhiều cây ươi chuẩn bị đụng quả. Phát huy vai trò của 280 nhóm hộ dân nhận giao khoán theo luật chi trả bảo vệ môi trường rừng, người đồng bào cơ tu đã ngày đêm theo chân lực lượng chuyên trách, thường xuyên tuần tra khép kín, vào sâu trong rừng, để kịp thời phát hiện các hành vi xâm hại rừng. Nếu mà toàn dân bảo vệ rừng tốt thì nguy cơ sạt lở đất không có. Đồng thời nếu mà dân không tác động vào rừng, không có thác lâm sản trái phép thì rừng mãi mãi là phù sanh. Đặc biệt là xã Hòa Bắc là rừng đó, là 70% của thành phố. Rừng là lá phổi của thành phố. Cây ươi thì được người dân đồng tình với cơ quan chức năng để bảo vệ. Thì bên cạnh đó thì các tỉnh thành khác, ví dụ từ trong Quảng Nam, những biển số xe 92, rồi những địa phương khác ví dụ như Huế vào. Chính vì vậy là anh em cũng đã đồng loạt kiểm tra và ngăn chặn kịp thời, cũng trong mùa dịch Covid này kết hợp. Vì vậy là không cho ngăn chặn người dân đi vào rừng, cũng như là đi du lịch vào rừng, cũng như mang những vật như là cưa, những cái vật phương tiện vật dụng để hái ươi. Kể từ khi rừng đặc dụng Bà Nà Núi Chúa bước vào mùa ươi bay, gần một tháng nay, tổ công tác của Ban Quản lý rừng đã cắm trại túc trực 24 trên 24 giờ tại 10 điểm chốt, ngăn chặn tình trạng vào rừng chặt phá ươi. Nỗ lực này sẽ giúp cho hàng triệu cây ươi được tái sinh, nảy mầm, tiếp tục phát triển và góp phần phủ xanh rừng.